Cứu xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mọi. Lạy Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Hôm nay chúng con tiếp nhận bệnh nhân Lý Minh Bằng, 37 tuổi. Bệnh nhân bị u ác dạ dày di căn gan. Và đây là thời kỳ cuối chữ cuối, có nghĩa là nó nặng hơn chữ cuối nữa. Chúng con là những người ở dưới trần gian này, chúng con không thể đứng nhìn người anh em của chúng con là Lý Minh Bằng qua đời được. Chúng con cũng phải giải dụa, chúng con cũng phải tìm đủ cách để làm sao cho anh Bằng có cơ hội được sống để tôn thờ Phật Pháp mà hôm nay có sư thầy dẫn tới đây. Vì chúng con là những người con cái ở dưới trần gian này, chúng con tha thiết khẩn quản cầu xin Chúa chữa lành cho người anh em của chúng con. Đó là lòng thành của chúng con cầu xin Chúa, xin trời. Phần còn lại chúng con sẽ tìm đủ cách với cái khả năng của chúng con để có thể an ủi, khích lệ, động viên và có thể diện chẩn cho người anh em này với hết tấm lòng của chúng con. Khúc còn lại chúng con phó dâng cho Thượng Đế đã an bài cho người anh em của chúng con là Lý Minh Bằng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các đặng linh hồn được bên chốn nghỉ ngơi. Xin mời mọi người ngồi xuống nhé. Mời thầy ngồi xuống. À, làm sao con biết ở đây cha trị bệnh như Bằng? Em ruột của con hả? Con năm nay 37 tuổi. Sao con bệnh nặng dữ vậy con? Tại vì ham công tiếc việc quá. Ham công tiếc việc? Con làm gì mà ham công tiếc việc? Tại đi thu mua tôm á. Rồi cứ bỏ ăn bỏ uống. Rồi cứ ngày qua ngày vậy. Bệnh nào không hay. Tới chừng con hay con bệnh lâu chưa? Tới chừng hay thì giai đoạn cuối rồi. Con hay từ hôm con phát hiện ra bệnh tới nay bao lâu rồi con? Chắc gần tầm khoảng tháng 8, tháng 9 gì năm ngoái. Tức là một năm mấy rồi? Chưa tới năm. Tháng 8, tháng 9, năm ngoái con đang nói âm lịch. Tây hả? À, coi như nay cũng tháng 11 rồi, năm mấy rồi? Năm mấy. Năm mấy rồi. Sao con không chạy về đây sớm? Dạ con chưa biết thông tin. Con biết thông tin ở đây được bao lâu rồi? Thì cũng nhà em con biết, con cho biết là cũng khoảng tầm một tháng trở lại. Mà sao con biết là con không về liền mà con chờ tới ngày hôm nay? Thì cũng chạy đôn chạy đáo, cũng hỏi rồi hỏi thăm thủ tục, hỏi thăm nhà anh, nhà chị, hỏi thăm gì đó. Rồi cũng anh chị cũng tiếp xúc. Con có vợ con gì không? Dạ, con hai đứa con. Hai đứa con bự chưa? Đứa học lớp 1, lớp 2, đứa học lớp 8. Hôm nay con nói chuyện hơi bị cà lâm rồi. Có nghĩa là con yếu sức rồi. Dạ. Hiểu không? Sức con khỏe con nó không còn chống chọi với cái bệnh con được nữa. Dạ. Thế bây giờ con cái nặng không phải là cái cắt mà dạ bao tử, mà bây giờ cái gốc của nó là ung thư bao tử. Yeah. Rồi cắt bỏ rồi. Yeah. Bây giờ nó nặng nhất là nó là di căn qua gan. Yeah. Cho nên nó cái gan của con bây giờ nó hết chức năng để ăn uống rồi. Nó giống như bây giờ tạm gọi là ung thư luôn cái gan. Yeah. Chứ không phải là di căn qua gan. Ban đầu là nó di căn qua cái gan thôi, nhưng mà lâu quá rồi cái gan nó trở thành một cái bệnh ngang ngửa với cái bệnh ung thư bao tử. Bây giờ kể cả con ung thư luôn cái gan. Cái gan của con bây giờ nó hết chức năng để làm việc rồi. Do vậy mà nó không điều tiết được thức ăn trong cơ thể con nữa. Nha.
Bây giờ con có ý thức rằng là bệnh con là bệnh chết không? Con có chấp nhận chết không? Có. Có luôn nè. Tại vì không cứu được thì chết, phải không nè? Nếu cứu sống được con mừng không? Lắm. Mừng lắm. Lắm. Lý do sao con mừng? Con còn ao ước làm gì không? Nhà Con có con mơ ước gì sau khi con sống lại không? còn nhiều lắm. Nhiều lắm, nhiều cái gì con kể cho nghe coi. Ví dụ như con mong mỏi con sống lại con sẽ làm cái gì? Nói chung là làm được những gì mình mơ ước được là quý Hồi nãy con có nói với cha là con do con tham công tiếc việc, rồi. đúng vậy không? Rồi bây giờ con mới mong mỏi là con được sống lại để con làm gì là con quý. Thế con có an ủi những người đang ngồi bên cạnh con đừng tham công tiếc việc nữa không? Con cũng Con có biết lý do con không, bây giờ con không biết lý do gì con bệnh hết, tự động nó bệnh tới con thôi nha. Chút nữa cha sẽ chỉ cho con cái lý do con bệnh nha, để chỉ cho con ngay cái lý do đó. Thì cái bệnh của con bây giờ cha nói trước, theo nguyên tắc mà nói là cha không nhận bệnh con, vì cái bệnh con là bệnh chết rồi, đâu còn gì nữa để nhận. Nhưng mà con ơi, ở trên đời này là không ai thấy người bệnh gần chết mà khước từ hết. Bây giờ cha nhận cho chữa bệnh con, thì bây giờ mà cha chữa bệnh cho con thì cỡ nào cha có gặp khó cỡ nào cha cũng sẽ cố gắng để cha giải tỏa cái khó của cha để cha giúp con, có nghĩa là cha sẽ giúp con bằng mọi hình thức. Nếu mà con mà trời cho con sống lại được thì đây là cái niềm vui mừng của cha và của con và của những người thân con, nhất là hai đứa con mọn của con, phải không nè? Mà cha sẽ làm hết mọi cách để cho con được sống. Mà nếu cha làm hết cách rồi mà con không sống được thì con có buồn không? Gia đình có buồn không? Gia đình cũng hiểu biết là dư sức là nó chết rồi, phải không nè? Giờ coi như bắt đầu từ hôm nay con kể con là người chết đi nha, con đừng nghĩ con là người sống lại. Bởi vì còn cách nào nữa con sống đâu. Bây giờ thuốc gì vô người con nó cũng là phản tác dụng hết, bởi vì con đã quá trị xạ trị hết rồi. Bây giờ con uống thuốc cho vô giống như là giống như là gì, giống như là đây là miếng mủ nè con, đây là miếng mủ nè, giờ đổ miếng nước lên này nó có thấm không? Đổ người cha đổ miếng nước lên trên miếng mủ này nó có thấm qua, nó thấm qua đây không? Sao vậy? Mũ đổ ra đi chỗ khác chứ. Nó không thấm được nữa. Thì cơ thể con vậy, y vậy đó, đổ thuốc vô nó chảy đi hết chứ nó không thấm vô ruột vô gan con nữa. Nghĩa là con đã nó cơ thể con bây giờ nó không còn tiếp nhận bất kỳ một chất gì trong đó. Nhưng mà cha hy vọng cái công nghệ nano sẽ cứu sống con. Cha hy vọng cái công nghệ này sẽ cứu sống con. Cha sẽ cầu nguyện cho con nhé. Từ xưa đến giờ cha chưa chữa bệnh cho mọi người, cha không hứa cầu nguyện cho ai đâu à. Mấy thầy có đồng ý không? Cha không bao giờ cha ngồi đây cha nói cha cầu nguyện cho con. Mà hôm nay cha sẽ nói rằng cha cầu nguyện cho con. Vì quả thật con không biết gì hết con mới bệnh vậy. Chứ nếu con biết chắc con không bệnh. Ngay từ đầu con nói là con tham công tiếc việc, rõ ràng con không biết gì. Đấy, bây giờ con nghiêng về bên bên phải rồi, nghiêng qua phải rồi, con nghiêng qua phải rồi, nghiêng nguyên người con luôn rồi, con nhìn vô anh phải rồi. Nhìn sau lưng con rồi. Đó, con nhìn thấy cái anh ngồi trên băng đá đó không? Chưa thấy. Anh đó nam hay nữ? Nam. Anh đang ngồi chỏ giò lên băng đá đó thấy không? Dạ thấy. Anh đó bệnh như con đó. Ảnh bệnh như con mà hôm nay ảnh ngồi ngon lành đó, anh đó đó. Nhưng mà ảnh vẫn nặng hơn con là ảnh chưa có di căn, vậy mà nó giật ảnh tơi bời qua lá hết. Giật lên bờ xuống ruộng hết. Hôm nay anh ngồi đó anh trái ngoải là anh đã khỏe rồi đó. Đó, anh cười tươi rồi đó thấy không?
Anh cười tươi vô cùng. Con vô đây được bao lâu rồi Cường? Dạ được 46 ngày rồi. Là tính từ ngày vậy đó hả? Anh đó bệnh như con đó. Dạ. Mà ảnh không nặng hơn con là di căn qua gan. Bây giờ ở đây không giải quyết cái u ác dạ dày mà giải quyết cái gan của con. Vậy thì con có ăn được không? Dạ ăn được. Ừ. Vậy thì hôm nay thầy Thâm sẽ có cách cấm con ăn. Dạ. Vì cái gan không làm việc nữa. Phải uống không chứ không cho ăn. Bắt đầu lên phát đồ mới là tuyệt đối cho uống. Nấu cháo xong rồi lấy nước cho uống chứ không cho ăn cái hộp cháo luôn. Cái bã cháo không cho ăn. Vì cái bã cháo đó cái gan không làm việc. Thấy không? Nó vẫn còn làm khó lá gan. Vậy thì tuyệt đối là mỗi ngày chỉ uống được một chén nước cháo. Một chén một gì. Còn phần còn lại là nước thuốc nha. Bây giờ cái bệnh nhân này là phải sát cánh bên thầy Thanh. Chứ không được ở xa thầy Thanh nha. Bệnh nhân này là nhất định là phải bám chặt cho thầy Thanh với thầy Tâm nha. Thì hai thầy này hy vọng là sẽ cứu gỡ mạng sống con. Thực ra thì do bởi con không hiểu nó mới ra như thế này. Nhưng mà cha không biết là cha sẽ nói cái không hiểu của con từ đâu để cho con hiểu lại. Thôi thì bây giờ số phận con đã được định rồi, đã được định qua cái bệnh rồi. Thì bây giờ là giấy rách phải giữ lấy lề. Bây giờ tuy rằng con bệnh thiệt, nhưng mà cha sẽ cầu nguyện cho con, rồi mọi người sẽ nghĩ cách cứu con ha. Hy vọng là cái lề này sẽ giữ lại được ha. Còn nếu mà giữ con được bao nhiêu ngày thì con mừng mấy nhiêu ngày ha. Con khỏe được mấy ngày thì mừng mấy ngày ha. Rồi con những gì con sẽ nói với gia đình con thì con hãy nói hết đi. Tức là con hãy trói lại những gì con có thể trói được ha. Còn khúc còn lại thì con đừng nghĩ là con sống nữa. Nhưng con hãy cầu xin Phật gia hộ cho con, gia trì cho con. Ở đây có sư thầy. Sư thầy là bên tôn giáo con. Thì chắc chắn sư thầy sẽ trì chú đại bi cho con. Mong rằng mỗi tối thầy sẽ tụng kinh đó. Thầy nhớ đến Phật tử của thầy. Ít nhất cũng một phút, một giây nào đó. Mình có một người Phật tử đang quằn quại trên này. Xin lỗi thầy, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 21 tuổi rồi. Xin chúc mừng thầy nhỏ tuổi mà đã có đức độ làm việc lớn nha. Ít nhất là 21 tuổi mà dẫn người đi cứu mạng. Thì đức độ này không phải thầy tự có đâu. Nhưng mà nói theo đạo Phật của thầy là trong nhiều triền kiếp trước thầy đã làm được những chuyện này. Thì bây giờ nó tái hiện lại thì chuyện này cũng không phải là lạ. Nhưng mà cha cũng mong rằng thầy hãy cố gắng làm những chuyện này cho nhiều người khác nữa, chứ không phải chỉ có một bệnh nhân này. Vậy thì điều đầu tiên cha mong là mỗi đêm thầy về thì trì chú đại bi cho người anh em của thầy nha. Cứu một mạng người bằng xây cả 10 cảnh chùa lắm. Giờ đây chùa không quan trọng nữa mà người mới quan trọng. Có người thì sẽ có chùa nha. Mà hãy có chùa mà không có người thì không có chùa. Phải vậy không? Cho nên thầy có xây một cái chùa lớn cỡ nào mà không có người trong đó thì cái chùa cũng chỉ là cái nhà để ở Bạc Liêu, Gia Rai chắc là chứa mấy con dơi bắt mũi thôi. Không nè, dưới dơi nhiều không? Chùa dơi. Vậy cha tâm tình với thầy rằng là có người thì sẽ có chùa. Vậy thì thầy cứu một người anh em này bằng cách là thầy sẽ hợp tác với cha để trì chú đại bi nha. Người anh em này chỉ còn dựa vào cái gọi là cái lòng từ bi của thầy nha. Còn dựa vào lòng từ bi của thầy để cứu người anh em này thôi. Chứ còn mình đừng nghĩ rằng mình sẽ cứu bằng thuốc thang. Nhưng ở đây chúng ta không phải cứu bằng lòng từ bi, bằng lời cầu nguyện, mà chúng ta còn có hình thức uống thuốc, có đủ cách để mà can thiệp nha. Còn cha nói về người thân của bệnh nhân nè, ai là cha mẹ người này? Ở đây có ai cha mẹ không? Dạ, cha mẹ lớn tuổi hơn trơn rồi cha. Con là vợ, kế bên con là ai? Em trai không? Em của anh này. Con. Chị. Con. Dạ, anh.
anh rể. Dạ, anh rể. Anh rể ông xã. Anh rể con có điện thoại với cha đó. À, dạ. Ngày người ta điện thoại với cha hàng trăm cuốc cha không nhớ đâu, nhưng mà cha chỉ hỏi đây thôi. Vậy con ơi, bây giờ trước mặt con là ban diện chẩn sẽ cứu con. Trước mặt cha là cha với thầy sẽ cầu nguyện cho con. Bên phải của con là tất cả những người thân của con sẽ chứng kiến để cứu con. Vậy nếu cha thấy, nếu là đổi lại cha là con thì cha có chết cha cũng vui nữa. Phải vậy không? Đời ai cũng chết con. Nhưng chết trong cái hoàn cảnh trước khi chết mọi người cứu mình. Phải vậy không? Còn trước khi chết không ai cứu mình, chết cũng vô nghĩa lắm à. Bây giờ trước khi con chết con thấy mọi người đang tìm cách cứu con. Vậy thì con thấy cái chết này có ý nghĩa không? Rõ ràng có những cái chết nặng tựa Thái Sơn, có những cái chết nhẹ như bông hồng, như bông gòn. Cái chết của con là nặng tựa Thái Sơn này chỗ. Ông cha và ông thầy phải cầu nguyện cho con. Những người này phải cứu con, những người này phải ở bên cạnh con. Có phải người ta muốn con chết không? Ta không muốn con chết. Vậy thì nếu như mà con có chết đi chăng nữa thì con hãy coi cái chết là giá trị nhất nhé. Và con phải vui mà chết, vừa chết mà vừa cười chứ không có buồn nhé. Ngược lại, nếu con sống lại thì con hãy coi cái đời sống khúc sau của con đó. Con phải làm mọi thứ cho đời chứ con không còn tham công tiếc việc cho con nữa nha. Tại vì cái mạng sống của con mọi người đã cố gắng kéo lại, thì lúc này đây con phải, thời gian khi con sống lại, thời gian đó con phải phó hết cho thế gian, con phải trao cho Phật Pháp nha. Con phải trao lại cho Phật Pháp thời gian rồi này. Con có thể làm được điều này không? Dạ, có thể làm được. Ừ. Thì hôm nay con nói điều gì thì điều đó nó sẽ ứng nghiệm với con. Nha. Nếu con tin điều đó thì điều đó sẽ ứng nghiệm với con. Nha. Còn riêng về bệnh của con thì cha đã thấy, cha đã nói với con rồi. Giờ đây chỉ còn trời cứu con. Nha. Thì trời cứu bằng cách đó đó con. Bằng cách là mọi người sẽ cố gắng giúp con, vừa cho uống thuốc, vừa cầu nguyện, vừa nghĩ cách để giúp con, nghĩ đủ cách nha. Vậy thì đó là cái phần coi như là con tới đây mà con có chết con cũng vui nè, vợ con cũng vui, gia đình con cũng vui. Tụi con, cha nói chuyện nãy giờ tụi con nghe được không? Tụi con có thấy cha khó nghe không? Có từ ngữ nào mà thấy bực mình không? Tốt quá cha. Hả? Tốt quá. Như vậy nó có chết gia đình cũng vui phải không? Tại vì đây là đường cùng ha? Đây là đường cùng. Mọi người vui vẻ ha? À, vui vẻ. Chết tại đây trở về. Đúng vậy không? Chứ giờ con trở về con cũng chết. Thôi chết tại đây luôn cho rồi. Ha? Chết tại đây trở về. Còn nếu sống thì sẽ sống tại đây. Ha? Còn nếu chết sẽ chết tại đây. Thầy đồng ý không thầy? Đồng ý ha? Ừ. Bây giờ cha không dạy cho con nữa, mà cha dạy cho những người này nè. Đây là người thân của con. Tháng 5 đi trước, tháng 10 bước theo sau con à. Không có đơn giản đâu con. Yeah. Vậy tại sao em con bệnh? Tại sao chồng con bệnh? Tại sao đệ tử của thầy bệnh? Nha. Yeah. Thứ nhất là mình đi sai đường. Đi sai đường. Ủa vậy mình đi sai đường là đường gì? Đi sai đường. Hay đúng hơn là lời. Đi sai lời. Lời này là lời của ai? Con là đạo, đạo Phật phải không? Đi sai lời Phật dạy. Con có biết con đi sai lời Phật dạy chỗ nào không? Tham sân si. Hả? Có từ bốn từ tham sân si. Tham sân si. Thấy gì không? Tham là tham lam, sân là giận hờn, si là coi như là mình ganh tị đi, ví dụ vậy đi. Phải vậy nè. À, chưa đâu con. Mấy từ này chưa lớn, còn sai cái gì lớn hơn nữa.
đi sai lời Phật dạy mới ra vậy. Phật dạy thì sao? Ở trong cái một Phật tử thuần thành thì phải thề hứa mấy điều hả? Năm điều. Thứ nhất là không được được gì? À, không được hút thuốc, đúng rồi. Uống rượu. Không gì nữa. Không nhậu, không ăn thịt. À, gọi là không được sát. Sát sanh. Sát sanh. Con sai lời Phật dạy như thế này. Con đi sẽ tét lời. Ngay cái chỗ này cũng đi sai đường. Đi sai cái lời của Phật dạy là không được sát sanh hại vậy. Mà con ở Giá Rai Hồ Phòng con nuôi tôm. Chết con. Khúc sau chết đầy đường. Rõ ràng ngày hôm nay con bệnh như thế này là con lời của Phật dạy dân dẫn bên coi. Thầy đồng ý không nè? Không được sát sanh hại vật. Cha đang nói cho những người khỏe đó nha, chứ không phải cha nói cho người bệnh không còn nói được. Người bệnh giờ có kêu nó ăn không được, cái giờ có kêu giết kiến nó giết con không nổi. Không nè. Nhưng mà hồi nãy con nói là tham công tiết diệt. Có nghĩa là cái chuyện này đối với con là quá là biết hàng ngàn sinh mạng, hàng triệu triệu sinh mạng. Cho nên hôm nay con đổi lại là kết quả yêu mà bất ngờ vô cùng, mới 37 tuổi thôi. Trong khi người ta 37 tuổi là ta mới bắt đầu sự nghiệp, mà con 37 tuổi là con chuẩn bị kết thúc cuộc đời. Vậy cái chết đến với con là một cái chết con chọn, chứ không phải là Phật chọn cho con. Phật chọn cho con là không được sát sanh hại vật. Mà con sát sanh hại vật, con nói con nuôi tôm mà. Thì cái chết này là cái chết con chọn. Cái chết mình chọn. Còn thấy không? Cha đang nói cho những người khỏe. Tụi con nhà có nuôi tôm không? Có ăn động vật không? Nó cũng kẹt cái chỗ này. Phật dạy không được sát sanh hại vật. Có nghĩa là mình không được giết nó thì mình được ăn nó không? Thế bây giờ là bên Đạo Phật nó có hai phái là Nam Tông và Bắc Tông. Bên nào ăn chay, bên nào ăn mặn? Là bên thầy là ăn mặn, còn Bắc Tông là ăn chay, còn bên thầy là ăn mặn. Vậy thì thầy lần dở lại cái lời này đúng hay sai? Lời Phật dạy đúng hay sai? Tức là thầy đang đi đúng hay là thầy đang đi sai? Đi sai rồi. Cho nên thầy là đang đại diện cho Phật, cho Pháp, cho Tăng. Mà cái lời này nè, thầy đang đi sai rồi. Làm sao Phật tử thầy đi đúng được? Thầy công nhận không? Phật dạy không được sát sanh hại vật. Nhưng mà vào thế kỷ thứ mấy đó là lục tổ Huệ Năng. Lục tê hay cờ không biết nữa. Lục cờ. Biết giỏi vậy mà cũng ăn không? Dạ. Lục tổ Huệ ha? Dạ, Huệ. Huệ Năng. Một lý do nào đó mà lục tổ Huệ Năng với ai đó mới chia ra hai phái. Một bên Nam Tông và một bên Bắc Tông. Nam Tông là đi theo cái diễn tả lại cái cuộc đời của Đức Phật là đi khất thực. Ai cho gì ăn đấy. Còn bên Bắc Tông là Phật giáo thống nhất. Phải không nè? Tức là hãy ai đi theo bên Phật giáo thống nhất là phải trai kỳ, trai trường, trai ngày, trai tháng, trai năm. Thầy đồng ý không? Còn bên thầy là ăn đúng ngọ, là ăn theo kiểu là Phật, là ai cho gì ăn đó.
Nhưng thầy ơi, Phật mới ăn được. Vì Phật là bậc giác ngộ, Phật ăn cái gì cũng được hết, cũng giác ngộ. Còn mình là phàm phu, ăn cái gì, ăn lộn là chết. Phải vậy không? Mình là phàm phu. Còn Phật là bậc giác ngộ. Bây giờ Phật không ăn, Phật cũng sống. Mà Phật ăn cái gì, Phật cũng sống. Phật ăn cái gì cũng giống như không ăn, mà không ăn cũng giống như ăn. Vì Phật là bậc giác ngộ. Cha xin lỗi, cha là đạo Chúa. Mà cha giảng bên đạo Phật thì nếu có gì sơ sót thì thông cảm, ví dụ như chữ lục tổ quên ăn giống cái cờ hả tờ. Vậy Phật là đấng giác ngộ. Vậy Phật ăn cái gì cũng được hết. Mà ngay từ đầu Phật dạy mình không được sát sanh hại. Chứ Phật đâu có biểu mình là ăn mặn ăn chay. Không nè. Vậy thì bên Nam Tông này theo lời của Phật dạy là trong cái thời điểm mà lục tổ Huệ Năng là đệ tử đời thứ. Đời thứ mấy? Tổ là đi sao? Đạt Ma Sư Tổ là đời thứ 4. Lục tổ Huệ Năng là đời thứ 2, thứ 3 gì đó. Thì lúc này đây, lục tổ Huệ Năng chia ra Nam Tông, Bắc Tông. Thì bây giờ Bắc Tông được gọi là Phật giáo thống nhất. Còn Nam Tông là đi theo cái đường hướng của Phật là ăn khất thực, tức là cầm cái bình mát đi xin ngoài đường, đi xin từ nhà, gọi là đi hóa duyên đó. Đi hóa duyên đó. Thì nhà nào mà thấy sư thầy đến thì người ta có gì ta cho cái đó. Nhưng mà người đối với Đức Phật thì cái đó ăn được, còn đối với mình là phàm phu. Đúng không nè? Mình là phàm phu, mình không được. Mình phải nhớ cái câu này là không được sát sanh. Vậy thì bây giờ thầy chỉnh lại cái cuộc đời của thầy. Cho dù thầy có sống, thầy có làm y như là Phật, thầy vẫn chết như thường, bởi vì thầy ăn sai thì ăn. Vậy thì phải xét lại cái ông lục tổ Huệ Năng này. Vì một cái giận hờn nào đó mà chia ra hai phái như vậy. Hôm nay không ổn, không ổn chỗ này. Cái cấp trên không ổn. Bởi vậy là cấp trên nó không đàng hoàng thì cấp dưới nó lọc đàn mấy người. Khó dữ lắm. Cũng như cha nói bên đạo cha vậy đó. Bên đạo cha là Chúa không cho ăn động vật. Chúa bảo là phải ăn cây cỏ mà hạt giống, đó là thức ăn của ngươi. Mà cái cấp trên của nó bây giờ nó bác cái câu đó, nó ăn tự do. Bởi vậy chết sạch hết. Sạch. Ngoài cái chuyện con ăn ra, con còn hại nó nữa. Đúng không? Con còn giết hại nó nữa. Con thấy con có tội không? Trong khi đó người ta một con kiến người ta không dám giết, vì nó có sinh khí con à. Một con vật nhỏ người ta không dám giết vì nó có sinh khí. Đức Phật uống nước ở trong một cái ly đó nó có mấy ngàn cái con vi trùng trong đó. Đức Phật nói khi mình uống nước mình phải lọc lại uống vì nó có sinh khí. Cái tháng an cư kiết hạ của các thầy nó đâu có dám ra ngoài. Phải nghe không nè? Ra ngoài đạp cái con côn trùng là mình có lỗi với nó. Cái tháng an cư kiết hạ, 3 tháng an cư kiết hạ là phải, các thầy là phải nhập thất ở trong phòng hết. Ai đem gì ăn cái đó, không được đi ra ngoài cửa. Đi ra ngoài cửa đạp con trùng quấn đi chăng nữa cũng là sát sanh hại. Thế thì hỏi chứ bây giờ người ta tu như thế đó, còn con thì bây giờ con nuôi tôm hết ao này sang ao nọ. Trời ơi con, thì con bệnh là phải rồi. Vậy cái lỗi của con là ngay chỗ này. Vậy ngay cái chỗ này cha khuyên con thì ở đây con phải ăn năn sám hối thật lòng. Con phải xin lỗi các bạn động vật của con. Từ xưa đến giờ con phải xin lỗi các bạn động vật của con. Tôi ăn các bạn, tôi giết hại các bạn, chẳng qua tôi không hiểu các bạn thông cảm cho tôi. Giờ đây tôi hối hận lắm, nhưng mà tôi không thể nào mà tôi làm sao để tôi hối lỗi đó. Nếu như các bạn còn thương xót tôi, cho tôi có cơ hội sống lại, tôi sẽ cố gắng, tôi kêu gọi mọi người không làm giống như tôi, không được sát sanh hại và hại các bạn. Con có cái lòng đó không? Thì giờ này con gần chết thì nói gì con cũng dạ hết á.
Cha nói đúng vậy không? Giờ này mà thầy nói được câu đó, các bạn này nói được câu đó, cha mới phục lại, dỡ đất lên trên lại, gọi là lại dưới đất đó. Dưới, chữ dưới. Còn giờ này con gần chết rồi, nói gì con không dạ. Mà khi con bệnh lỡ, con khỏe lên rồi thì cái gì con không ăn. Còn nuôi thêm nhiều ao tôm nữa. Bởi vì tôm là xe nhà lầu, mua xe hơi mà. Đâu đơn giản nữa. Vậy tụi con phải cẩn thận. Hôm nay cha nói một lần, dù không cứu sống được anh này, tụi con cũng có một bài học để đời, kể cả thầy cũng vậy. Mà nếu cứu sống được anh này thì tụi con vừa có một bài học mà vừa thấy được một cái nơi này rất là cực kỳ để cứu độ chúng sinh. Cực kỳ để cứu độ. Và nếu cha không có tư tưởng đó thì cha cũng không cứu ai được. Tụi con cũng không có mặt ở đây, tụi con cũng không hiểu gì biết ở đây. Vậy thì cha nói cho con biết, kể cả những người mạnh khỏe, từ nay trở đi mình về mình phải nói với lòng của mình rằng Phật dạy tôi như thế này, thì tôi về tôi gặp tất cả những các bạn động vật còn sống, tôi phải tha cho họ một con đường sống. Vì họ cũng đang cần sự sống như ta. Họ là bạn của ta, họ là anh em của ta. Họ đến trần gian này, họ lên có mặt trên vũ trụ này để họ tôn thờ Thượng Đế, chứ không phải họ là thức ăn cho ta. Thức ăn của ta là cây cỏ mang hạt giống. Đâu có cái chuyện mà ăn như thế rồi mình còn ăn mà ăn dung, ăn giả, ăn vô tội giả mà. Tôm ăn nửa con, bỏ nửa con. Mà sinh mạng, sinh khí của nó. Mình ăn như vậy, rồi mình nuôi tôm nửa chừng mình thấy không ổn. Mình nuôi ra một hồ tôm, mình dọn cái hồ cho sạch, mình xịt thuốc cho chết hết các loại côn trùng khác. Cá phi, cá tra, cá chẽm, cá chét thì chết trước đi. Rồi cho sạch cái hồ tôm rồi tao mới bỏ tôm xuống tao nuôi. Có phải vậy không? Tội biết bao nhiêu. Mà trong khi đó Phật đã dạy không được sát sanh hại vậy. Tụi con thấy tụi con đúng hay sai? Thầy thấy đúng hay sai? Thầy thấy sai hoàn toàn hết. Lời Phật rõ ràng năm điều cấm kỵ. Không được sát sanh hại vậy. Không được nói lưỡi đôi chiều. Năm cái điều cấm của bên thầy. Chúng ta có hiểu. Chúng ta nghe nói đó mà chúng ta có làm ở đâu. Giờ đây chúng ta phải trả cái nợ đó. Chuyện đó bình thường. Nhưng mà trước khi con đến đây, con được nghe cha nói như vậy, con ăn năn sám hối như vậy, mà nếu con vì một hoàn cảnh nào đó buộc phải trả cái xác này cho nó, con hãy vui mừng đi. Đúng vậy không con? Con hãy vui mừng đi. Vì khi con nhắm mắt lại rồi, động vật đó, anh em con nó tha thứ cho. Mỗi lần cha đi ngang sông ngang suối, cha nói với con động vật, con ơi kiếm chỗ trốn đi. Cha đây nè, cha là linh mục nè, cha dạy không được ăn động vật, nó quýnh cha không còn một manh giáp. Các bạn là ai mà nó tha, hãy trốn đi. Cha biểu nó trốn đi, mà nó có trốn đâu, nó chui chui ra cho chúng ăn thịt. Nó là gì? Bản thân cha đây nè, cha dạy ăn cây cỏ, đạo con giáo nó quýnh cha không còn một cái manh giáp. Lột no áo mão cân đai đuổi về nhà quê ở trong nhà lá luôn. Nhưng cái gì cha đúng là đúng, cái gì cha đúng là Thiên Chúa, là Phật sẽ có cách cho cha. Bằng chứng ngày hôm nay cha đúng, cha mới chữa được bệnh ung thư. Đúng vậy không thầy? Nếu thầy đúng thì thầy chữa ung thư chứ đâu cần đến cha. Mọi người trên thế gian cho cha là một người khùng, hẳn khùng một con. Nếu cha khùng hôm nay con không có mặt ở đây để cha cứu con. Vậy những lời cha nói hôm nay, cha nói ít tụi con phải về suy gẫm nhiều. Kể cả thầy và mọi người phải suy gẫm. Chúng ta sai hết rồi. Đó là cha nói đơn giản vậy thôi. Rồi có dịp nào cha sẽ nói sâu hơn. Còn riêng về con thì bây giờ con chỉ còn một cách nằm đó để nói với các bạn động vật rằng tôi không hiểu. Tôi giết hại các bạn như thế là tôi không hiểu. Hôm nay tôi hiểu ra được thì khi hiểu ra đã muộn màng rồi. Khi hiểu ra chết cả cuộc đời còn gì đâu mà nuôi hai đứa nhỏ sao này. Ước mộng chung đâu. Cha nói cho con như vậy để con về cái phòng ngày ngày nằm nghỉ con phải ăn năn sám hối được.
thì mai ra cái mạng con sẽ cứu được. Nếu con có niềm tin đó, giờ đây đối với con là niềm tin chứ không có chuyện thuốc men gì đây nữa hết. Cha nói vậy đúng không? Giờ đây tất cả các bác sĩ trên trần gian đã bó tay con mình, cha khùng cha nhận con, cha chữa con. Nhưng mà cha giải cho con ngay chỗ đó để con hiểu được. Con còn đủ trí khôn phải không? Con nghe cha nói rõ không? Con hiểu điều cha nói không? Vợ con hiểu không? Anh em con hiểu không? Hiểu về ăn năn sám hối nha. Rồi cha nói như đây thôi. Rồi làm giấy tờ đi. Cha nói cho con biết, con vô đây chữa bệnh không phải trả tiền. Chỉ mong một điều con chết con không được thưa cha và mọi người đây thôi. Có đồng ý vậy không? Bệnh này mà không chữa cũng chết, mà giờ không cho chữa cho con hai bữa con chết, con đi thưa cha là vô duyên dữ lắm à. Không nè. Con có đồng ý vậy không? Chồng con mà lỡ có chết đây con có thưa cha không? Không được thưa nha. Mình phải cố gắng chết là mình phải cảm ơn trời, cảm ơn Phật. Mình đem chồng mình về mình chôn cất cho đàng hoàng. Rồi mình ăn năn sám hối sửa, mình đi chùa lại Phật, cúng dường. Không nè. Cuộc đời của mình tham công tiếc việc, không biết cái chùa đâu, tới chừng bệnh rồi không? Kiếm sư thầy đỏ mắt, sư thầy thì áo đỏ không, mà kiếm đỏ mắt không thấy áo đỏ. Tại mình có biết chùa chiền thầy bà gì đâu. Thế chừng mình bệnh rồi, chạy đôn chạy đó. Con thấy không? Rồi thôi vậy các thầy cho bệnh nhân nhờ người nhà ký tên nha. Thầy có ý kiến gì không thầy? À, thôi được rồi ha. Tội nghiệp thầy quá, mới 21 tuổi ông cũng không biết gì trời. Nhỏ tới lớn đi tu thôi chứ không biết gì trời, ăn thí vô thôi. À, tội nghiệp lắm, thấy thương thầy lắm. Vì thầy không hiểu. À, thôi thầy về thầy sửa mình đi. Ai nói gì nói thầy cứ ăn chay. Giờ đây không có chuyện Nam Tông, Bắc Tông hay là Ba Tông, Bảy Tông gì đây. Cả gan ăn đi rồi biết thân. Ha. Giờ đây không có chuyện chia phe chia phái. Giờ đây là ăn cây cỏ mang hạt giống. Không có chai kỳ, chai trường, chai ngày, chai tháng, chai năm gì hết. Dẹp hết ba vụ đó. Về nhà ăn đúng thức ăn là cây cỏ mà hàng giống để cứu mình. Anh không cho tôi tu, tôi nghỉ. Anh cho tôi tu thì tôi ăn cái đó. Vậy thôi, để tôi cứu sống người tôi và cứu chúng sinh. Cha đây nè, cha đạo con giáo là không cho ăn chai ăn cây cỏ, chai nghỉ. Dẹp cái vụ mà áo lễ, áo lét, áo cà sa, cà xét, dục hết. Về để mà cứu độ chúng sinh thầy. Thầy phải mạnh dạn lên như vậy. Mình phải có lập trường, phải có hiểu biết. Thời đại này người ta lên cung trăng hết rồi mà còn ở đó mà Nam Tông, Bắc Tông. Còn ở đó mà ăn các loại động vật. Thôi á. Phải hiểu như thế. Mình mới vượt qua được cái bức màn đen tối của thế gian. Nha. Thế gian nó bị một cái bức màn che đen tối, đó là tham sân si nãy đứa nào nói. Ăn động vật. Ký ghi rõ họ tên vô nghe con, nói thì nói vậy con ơi. Chứ ngày con lên đây con vậy đó mà chồng con chết con cũng la làng dữ lắm. Có mấy ông lớn lớn này làm chứng cho cha nha. Tội nghiệp ông thầy này lắm. Ổng không biết gì đâu, ổng dẫn đi theo nguyên tắc thôi. Chứ còn thưa ổng tội nghiệp ổng dữ lắm à. Ừ. Nghe con. Không có thưa nghe con. À. Nghe cha nói vui không? Vui. Đúng không con? Đúng. Cha nói đúng không? Đúng. Sai hết trơn rồi con. Sai hết rồi. Hư thúi hết. Không có đứa nào thơm được nữa. Thơm là nó chữa ung thư. Thơm đây. Cha là người thơm đây nè. Cha mới chữa được ung thư. Tức cái mình dữ. Nãy cha nằm giọng, cha đu đưa, cha nói rồi cái thằng này, thầy Thanh vậy, thầy Tâm báo lên là nó ung thư gan, nó ung thư dạ dày mà nó di căn gan, hai mắt vàng khè hết rồi, cha nói rồi, tao làm giấy cho mày thôi chứ ngày mai mày chết. Tao làm giấy cho mày thì tao làm đó, nhưng ngày mai mày chết. Nhưng không biết được nghe không? Đúng không? Đã không chết là sẽ không chết. Dầu sao đi nữa con gặp được cha. Cha đang ăn sự sống nghe con. Giờ đây cuộc đời của con giờ đây chỉ còn cha có thể cứu được hay không thôi. Con đừng tưởng ai mà cứu con được. Bởi sao? Bởi vì cha ăn sự sống là cha ăn trái cây mà hạt giống. Còn mọi người đang ăn sự chết làm sao cứu con được. Con hiểu chưa? Nếu cha cứu không được con nữa, mạng con vui vẻ mà đi chết.
vui vẻ mà đi chứ. Vì tôi đã sai, tôi đã đi sai đường. Còn nếu cha cứu được con rồi thì nhất định con phải vui vẻ mà sống, làm lại cuộc đời nha, thay đổi cuộc đời. Nãy giờ cha nói con nghe con phấn khởi không? Phấn khởi lắm ha, cố gắng nghe. Giờ đây mấy ông thầy này quyết cái gì con nghe theo đó, không cãi nữa. Chết là đi chết, sống là vui vẻ hơn quá. Cha nói cho con một lần cuối cùng, cha cứu được con là vì cha ăn sự sống. Còn mọi người không cứu được con vì nó ăn động vật mà, nó ăn sự chết mà. Nó ăn sự chết sao nó cứu được con? Mai ra cha sẽ cứu được con. Nếu con có lòng ăn năn thăm sám hối thì Bồ Tát chư thiên sẽ phù hộ con. Cha đang nói mình đạo Phật không nghe, cha muốn nói đạo Chúa. Thầy, cha ký cho thầy miếng này. Thầy về thầy trình với sư thầy của thầy. Để ông nói thầy đi đâu lung tung đây nữa. Ha. Ừ, khổ lắm. Cha biết tu hành khổ lắm thầy ơi. Trời ơi, tu không được mà nó ganh tị. Ừ, khó lắm. Rồi, thầy giữ lại một cái bản này nha. Để thầy về thầy trình với sư phụ của thầy. Sư phụ của thầy sẽ không làm khó thầy đâu. Tại thầy đang cứu người mà. Nha. Đây là chữ ký của cha ha. Cha ký cho con, hy vọng con được sống lại, thấy không? Dạ. Rồi, đây là chữ ký của con và mấy thầy đây nha. Rồi vậy nha, tất cả mọi người cứ theo hai vị thầy, mấy vị thầy này mà làm việc nha. Phần cha tới đây là xong nha. Cuối cùng, cái điều cha nói ai nghe cũng sốc, nhưng rồi sẽ không sốc. Nó là sự thật mà có sốc cũng không làm gì được cha hết, rồi sẽ không sốc. Mọi người hãy nhớ lời cha nói hôm nay mà sửa mình cho tốt. Vậy nghe con, con đừng tưởng bệnh của con cứu không được. Thượng Đế muốn con sống là con sẽ sống ngay. Phật muốn con sống là con sống. Nhưng với điều kiện con phải có một cái lòng ao ước con sống lại để con làm cái gì, chứ không phải sống lại để giết mấy con tôm nữa. Con hiểu chưa? Mình đã bị nạn một lần rồi, kiếp nạn này lớn lắm con. Cha mong rằng con 37 tuổi, hy vọng là con sẽ được cứu sống để nuôi vợ đúng con nhé. Cha cầu chúc cho con được như vậy. Cha cầu nguyện hàng đêm cho con nhé. Cha cầu xin các thánh gia hộ cho con, cầu xin Chúa chúc lành. Thầy về nhà cũng nghe lời cha, hãy trì chú đại bi cho con cái của thầy. Và bắt đầu thầy cũng phải sửa mình đó lận. Quá lạ, cha nói không có sai đâu. Cha nói không có sai. Anh có ý kiến gì không? Chuyển cho ổng rồi, ổng là đại diện gia đình. Kính thưa cha, kính thưa thầy cô, anh kính thưa, cũng được phép là xin đại diện cho người bệnh cũng như gia đình người bệnh. Rồi. Rất là chân thành cảm ơn cha và quý thầy đã ra sức mà hết sức quý giá là tiếp nhận bệnh nhân này. Và có thể nói là cái niềm hy vọng này sẽ, gia đình cũng mong sẽ trở thành sự thật sau khoảng vài tháng nữa. Được sự cha giúp đỡ và quý thầy cô giúp đỡ thì bệnh nhân sẽ hết bệnh, và một lần nữa thì cha sẽ thành công trên cái con đường hành thiện của mình. Và những lời cha nói thì nói chung là con gia đình cũng rất là thấm, rất hay. Có thể nói là nói về bên Chúa thì đây là một cái phước lành cho người bệnh, và nói về bạch thời cái duyên lành cho người bệnh nên mới được gặp mà cha cái rô ở đây. Cũng hết sức đại diện gia đình chân thành cảm ơn cha và quý thầy quý cô. Thôi mình nghĩ mà thầy dẫn mình ăn vô một khám rồi tự thì thăm biển chuyển nhé. Nhân danh cha và con sáng danh Đức Chúa Cha, như đã có trước vô cùng và bây giờ và con, chúng con gầy gì danh Chúa nhân từ cho các thành viên họ được lên cho nghỉ nơi xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng nay vui vẻ vô cùng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Rồi, xin cảm ơn thầy nha, một lần nữa xin chúc thầy nha nha. Ok, rồi xin chào mọi người nhé.